bên trong của tụi bạn đang chia sẻ là chiếc 07 gỡ cái cầu ở đóng mấy cái nọc các bạn. Bứng cây cao ở lấy đan mà đan đan mấy miếng đan miếng đan nó cho dân người ta ra. Mấy miếng đan của dân hả cho lót ờ nay chắc gỡ ra chắc cho vì là sáng đi qua khúc cầu chi không là nước cao hả? À. Đi đường bên cây mạng này sông cái cũng có đồ đó. Trời mắc vọng đó hả? Phải ơi, nếu mình đi dài dài này mắc kẹt cầu nhiều lắm. Vì đi vòng đó có chỗ nào qua không được không? Có cầu có đầu dàn cho mà thấy nè. À. Người tắt nước vô hả? Ẩm đó chứ. Mua ra. À. Thấy, ừ. Chiếc này thì chỉ có đi là đóng mấy cái trụ này không chứ đâu có làm gì ha. Ừ. Lập hình như công trình nó dữ lắm không? Đó, hồi chưa làm đó. Nhìn ông tài xế này thấy quen quen mà nhớ không ra. À. Gào bị lớn mà thấy bự dữ vậy Hùng. À. Bự mới dày ghê ha. Vậy nó mới đi đóng cừ được chứ mấy cái gào kia để rồi lủng gào à. Giờ nếu mà đóng cái này chắc cũng mấy ngày không á. Cái chiếc 07 này là khoảng nhiêu tấn Hùng? Dữ vậy ha. Lấy nguyên nguyên vị cậu lên luôn vậy. Giờ máy móc làm không á, nhớ ngày xưa mình toàn làm tay làm chân không kiếm chiếc đóng xuống lắc qua lắc lại rồi nối trụ lên khoảng 10 đóng xuống thì dễ làm xuống thì dễ nhưng mà tới khi mà dở lên á lấy nguyên cái dĩ luôn. Vậy đó hả? Thằng Nguy là cũng cả mấy chục năm rồi đó. Cả 50 năm rồi ha. Bốn mấy năm chục đúng rồi. Mà tính ra đó cái cầu nó đổ nhỏ gì mà nó chắc đó ha. Đó làm già. Vì cái cầu này mà làm gì vậy mà bốn mấy gần 50 năm Hùng. Ừ, sắt mình nhìn thấy đâu có gì đâu phải không? Cây gắm xuống rồi kìa. Không mà tính ra thời đó mà đổ cái trụ này cũng đẹp ha.
Vậy là ai đó chồng Mỹ nó làm hay là mình dân làm à? Làm cầu thấp sao thì mới lên mình tới trên cái cầu này nè. À. Chỉ 3 phút. À. Mấy đập có phát giữa nói lên chưa đâu có đổ đà đâu, đổ liền luôn vậy đó. À, khép dán dưới cái đổ liền luôn. Đà cũ á. Ờ. Sao? Cái cọng này không móc được lên cọng nữa đó. Không biết là không chưa lắm. Nó làm cái này nè. Ừ. Mình kia dài thon à, 4 mét. Ừ. Giọng gì mà không muốn ra. Chắc. Ồ, lắc à. Chiếc này chắc đi quanh năm hả Hùng? Bởi vì đâu thấy đậu ở nhà đâu biết.